Ngô Thần cả đêm bị vắt cạn tinh lực bỏ trốn muốn rút nhẫn tình yêu để dừng sung sướng trong đau khổ lại, còn chưa bỏ ra kịp thì lại bị Pandora lôi ngược lại vào phòng. Đại ca ca chàng không có đi được đâu, ta vẫn chưa chơi đủ, mấy tiếng vừa rồi chỉ mới là khởi động người thôi. Ngô Thần khóc thét bị kéo vào trong vô vọng. Đại ca ca chúng ta phải chiến đấu nghiêm túc xuyên đêm chứ hi hi. Ngô Thần dù quăng chiếc nhẫn nhưng cũng không thể dừng cơn điên cuồng của Pandora lại. Mẹ vợ Ngô Thần nhìn qua quả cầu xem mà đỏ cả mặt vì màn bạo lực này, úi ghê thật, Pandora đứa nhỏ này thật đúng là cũng thật kỳ quái, không nghĩ lần này lại thuận lợi như vậy. Tà thần vì sao không ra tay ngăn cản chứ? Hừ con gái kết hôn người làm mẫu thân như ta sao phải ra mặt ngăn cản, có thể thoát khỏi quả bom hẹn giờ như Pandora ta cầu còn không được. Người đến là tà thần Sabrina, mẫu thần của các ma nữ đang trong quá trình dần thức tỉnh. Sabrina cô sao đến đây được? Đã lâu rồi không gặp Gaia. Lần gặp mặt cuối cùng có lẽ đã là một nghìn năm trước. Ngươi với ta đánh nhau nguyên một ngày thật là thoải mái. Ngươi và ta đều là người chết. Sabrina không cần lại phải can thiệp thế giới này ha ha đừng dùng trò này nữa gai không phải ngươi cũng đang can thiệp vào thế giới này sao ngươi cho rằng ta không biết ngươi xúi dục thần hy chi tinh câu dẫn con gái ta sao ta chỉ là dẫn đường cho hắn hoàn thành sứ mệnh của mình cũng không can thiệp quá mức vào hành động của hắn sabrina chúng ta đúng là có những ân oán trong quá khứ nhưng hiện giờ cũng nên buông bỏ thời đại của chúng ta đã kết thúc không cần đem ý chí của chúng ta áp đặt vào thế giới này thế giới này là do chúng ta sáng tạo chúng ta không phải là ý chí của thế giới này sao không thế giới này có được ý chí cho dù là sáng tạo của chúng ta thì chúng ta cũng không thể áp đặt nó hư thời gian qua đi chúng ta vẫn luôn khắc khẩu thật vô nghĩa sabrina ngươi làm như vậy đến cuối cùng chỉ nhận lấy hậu quả sabrina không nói liền động thủ chói ở kết quả cuối cùng là ta và ngươi vẫn nên đón kết cục như nhau tự cho mình là một người nhân từ nhưng cái gì cũng không chiếm được ở nhìn xem bộ dạng hiện tại của ngươi sức mạnh mất hết chỉ để lại một tia ý chí ở thế giới này sống tạm còn ta thì lại sắp khởi hoàn trở về thế giới này ngô thần đã lấy con ta là pandora đoạn thời gian đã bị tước bỏ khỏi lịch sử sẽ hình thành một lịch sử mới kể từ đó ta liền có thể tùy ý viết lại lịch sử của chính mình đạt được trọng sinh mà ngươi lại cái gì đều làm không được gai ở đây đều là bởi vì ngươi quá yếu mềm sabrina chẳng lẽ định lợi dụng con gái của mình không hay phải lập tức nói cho ngô thần lịch sử không thể bị viết lại nếu thành sự thật sẽ không ai có thể ngăn cản cô ta gai ở gồng mình bạo thể biến thành hồ điệp rời đi ô lại trực tiếp từ bỏ thân thể để chạy thoát ha ha trốn đi dù sao ngươi cũng không thay đổi được cái gì chuyện tới nước này ngươi đã là người đi sau rồi ván đã đóng thuyền gạo đã nấu thành cơm ngô thần đến gần sáng mới được ngủ một giấc thì lại bị mẹ vợ gọi dậy ngô thần mau tỉnh lại ngô thần tên ngu ngốc này ể eh, tiếng ai gọi vậy tên này còn không mau tỉnh lại ngô thần ăn một đạp méo cả mặt pandora thuốc sinh khí thật sự là ta một giọt cũng không còn nữa đâu đừng làm nữa mà này ngươi đang nói cái quái gì vậy ngươi bị pandora hành cho tới điên rồi sao ngô thần thức dậy trong một không gian kỳ quái ngươi lên tinh thần cho ta ngay mẫu thần đại nhân có chuyện muốn nói với ngươi ấy là mẫu thần đại nhân ngài nghe con nói con vừa mới công lực được, được pandora đấy chuyện này ta biết nhưng con có thể giải trừ hôn ước với pandora được không hả nhưng pandora trên thế giới này chỉ có con là người quan tâm Ta biết Pandora là một cô bé đáng thương nhưng lịch sử cần phải dựa theo tuyến đường có sẵn để phát triển. Bằng không đoạn thời gian này sẽ biến thành một lịch sử mới, là vùng đất ấm để tà thần sống lại. Chúng ta cần hy sinh Pandora cùng Tiffany mới có thể cứu vãn được sự vặn vẹo của thời không. Chỉ có như vậy mới có thể ngăn cản được tà thần sống lại. Ngô thần nghe mà đứng hình, ngài đùa cái gì vậy? Vì cái gì một hai phải hy sinh, con không ủng hộ chuyện này. Ngô thần con không muốn kết cục này. Ngô thần trước mắt chỉ có cách này. Ta cũng không muốn hai đứa nhỏ hy sinh, nhưng không liên quan con sẽ nghĩ cách để không cần ai phải hy sinh con sẽ tạo ra một cái kết happy ending không cần phải hy sinh mở ra một cái kết mỹ mãn sao ta biết rồi vậy ta sẽ tin tưởng con mẫu thần đại nhân ngài đặt niềm tin vào tên này có phải là chơi lớn quá không nếu tà thần sống lại thì không sao đâu tuy có chút nguy hiểm nhưng câu trả lời cũng là thực mê người ta tin tưởng ngô thần có thể xử lý tốt chuyện này tiểu hoàng tuyền con cũng phải cố gắng hết sức giúp đỡ ngô thần à nhưng mà ngô thần đã thật lâu không có quan tâm đến con như vậy sao được, hai người nhớ phải nắm chặt thời gian. Được phép của gai ở lập tức tiểu hoàng tuyền búng tay chói ngô thần lại. Cô chậm đã, ta thật sự không còn một giọt nước sinh lực nào đâu, cô đợi đến ngày mai được không? Hè hè là một nam nhân không thể nói không được phải không, chúng ta chỉ cần quẹt nhau một trận nho nhỏ là được rồi. Thế là ngô thần lại bị một tiểu lo ly li chén liên tục phải hiệp, gọi cảnh sát gọi cảnh sát. Ngô thần cứ thế bị hành hạ đến sáng ngày hôm sau, xin vào thấy ngô thần trợn mắt ha hốc mới dùng tinh linh hồi phục cao cấp để chữa trị. Pandora tuy rằng cô hiện giờ cùng Ngô Thần là vợ chồng nhưng cô cũng không thể dùng mà không giữ như vậy chứ, cô làm như này là muốn hại chết chàng ấy mà. Hu uhuh. hu, ta cũng để Đại ca ca ngủ lúc gần sáng mà, ta cũng không biết vì sao Đại ca ca bị như vậy, ta làm cũng chừng mực chứ bộ, chỉ làm hơn chục lần à. Ma nữ Pandora, hai người làm chuyện đó có dùng đồ bảo hộ không vậy? Bảo hộ là cái gì, ta chỉ biết hôm qua Đại ca ca có dùng cái gì đó. Phù vậy thì tốt, thiếu chút nữa để Pandora dẫn trước rồi, nhưng mà Mia thì con còn không biết cố gắng à con nhỏ này. Bị Tiffany trừng mắt một cái làm xin sợ tái mặt, khụ khụ cho ta nước, a à, phu quân chàng tỉnh rồi, thân thể chàng sao rồi, có chỗ nào không thoải mái không, ta không việc gì, cảm ơn nàng xin nhờ nàng mà ta cảm thấy đỡ hơn rồi. Pandora thấy hai người gần gũi thì ghen mà chạy tới đẩy xin sang một bên, cô vừa rồi cũng muốn tranh thân mật với đại ca ca chứ gì. Pandora không cho phép cô đến gần đại ca ca, hề cô vô lý vừa thôi chứ, hai người tranh cãi với nhau làm Tiffany cũng méo mặt. Mia con chẳng lẽ không chủ động được một chút sao, tộc tinh linh tới khi nào mới chấn hưng được đây. Trong căn phòng xin cùng Pandora thi nhau tranh ôm ngô thần mà cãi in ỏi. Pandora nàng ra ngoài chơi một chút đi, ta có chuyện muốn nói với xin không muốn. Pandora muốn cùng đại ca ca ở bên nhau cơ, nàng nghe lời, chuyện này rất quan trọng. Tiffany mong cô chăm sóc dùng Pandora một lúc, thuận tiện gọi Ileana tới đây luôn. Đi thôi Pandora, chúng ta ra ngoài kiếm gì đó ăn, hự không muốn mà, sau một hồi thuyết phục Pandora mới chịu đi ra. Ngô thần chàng làm sao vậy? Nhìn sắc mặt của chàng không tốt lắm. Xin nàng cũng cho rằng Pandora là tà ác sao. Tuy rằng cô ấy làm nhiều chuyện xấu nhưng ta cho rằng đây đều bởi vì tâm trí của cô ấy bị thao túng. Vậy thì ta lại hỏi nàng, nhóm Lydia cũng là tà ác sao? Với câu hỏi này đã làm khó xin Nếu là trước đây ta nhất định sẽ trả lời chàng là các cô ấy đúng là tà ác. Nhưng sau khi làm thủ hạ cho Lydia thì ta đã thay đổi suy nghĩ khác lydia đại nhân tuy rằng rất nghiêm nhưng cô ấy cũng chỉ muốn con dân của mình có cuộc sống hạnh phúc cô ấy có thể làm việc cả ngày lẫn đêm và dành nhiều thời gian và năng lượng cho nhiệm vụ chính trên thế giới này không có thiện ác thuần túy chỉ là chúng ta lập trường bất đồng nên mới tiến hành chiến tranh suốt ngàn vạn năm qua hiện giờ xem ra chúng ta thù địch lẫn nhau cũng chỉ là quán tính mà thôi trước kia chúng ta là kẻ thù trong quá khứ nhưng từ sau khi chàng xuất hiện đã thay đổi tất cả nhờ chàng ta mới có thể thấu hiểu được những thứ này nhờ chàng mà ta có cái nhìn đến một con đường hòa bình hơn đúng vậy hòa bình chân chính cho dù chàng làm gì con đường chàng đi gian khổ bao nhiêu thì bên cạnh chàng sẽ luôn có ta cho dù con đường này có ngập tràn khó khăn gập ghềnh ta cũng sẽ cùng chàng đi hết con đường đó ừm ta đã có quyết định rồi xin con bé đã trưởng thành rất nhiều không nghĩ tới đứa nhỏ này có thể thấu hiểu được nhiều như vậy thí luyện nữ thần lần này thật ổn áp quá đi không khoa học chút nào trai đơn gái chiếc tại một chỗ sao lại không xảy ra chuyện gì vậy Xin mãi như vậy thì vị trí nữ thần cũng vô pháp truyền thừa và mẫu thần tới bao giờ mới được ấm cháo chứ. Gai ở nghe mà toát mồ hôi mặt xanh lách vì bất lực. Mẫu thần theo quan sát của con, tên ngô thần này tuy vẻ ngoài háo sắc nhưng thực tế hắn so với tưởng tượng rất là bị động. Hắn muốn an toàn làm chuyện đó nên vẫn phải nhà gái chủ động thì hắn mới nhập cuộc chơi. Tiểu hoàng tuyển con. Bỏ miệng rồi, con gái ta đều là người bị động. Trước mắt ngoại trừ lạc ly thành công ra thì những đứa khác đều không làm ăn được gì cả. Ngô thần ngô thần trả lời ta ngay. Hửm là giọng của mẹ vợ đại nhân con chỉ ngồi đó mà ôm ấp thôi sao mau đẩy con bé ra giường nhanh lên hề đẩy ra á mẹ vợ đại nhân như vậy không tốt đâu hiện tại không khí cũng không thích hợp con đang nói cái quần gì vậy không khí hiện giờ vô cùng tốt con không thấy xin đã sẵn sàng rồi à nhanh lên hai đứa cũng nên cho ta cháu ngoại bồng rồi đó Nghĩa hai người nhìn như vậy ai mà làm được, hai người đây là muốn xem phim full HD không che để quay video à. Không đợi ngô thần chủ động thì xin đã làm tới, ngô thần việc kế tiếp vợ vẫn chưa có kinh nghiệm, chồng có thể dạy cho vợ không, xin vậy mà chủ động đậu Độ xanh ta mặc kệ ai nhìn lần này không kiềm chế được rồi vợ lớn đã làm thế thì lẽ nào còn từ chối ngô thần sung mãn mà đẩy xin nằm ngửa hi hi ngày này rốt cuộc cũng đã tới ta đã rất mong chờ ngày này ngô thần đang đẩy hùng hục thì bị lo ly rosa mở cửa đi vào làm phiền nani chuyện chuyện này ai ra xấu hổ chết ta rồi hu hu từ từ hãng đi rosa muội nghe ta giải thích đã có phải là mình đến không đúng lúc không tỷ phu không phải nói tìm mình có việc sao như thế nào còn cùng với tỷ tỷ thọc bi ra chứ chẳng lẽ chuyện quan trọng là tỷ phu muốn ba pha mình thì không quan trọng nhưng chuyện đó có vẻ không tốt lắm Hùng đây không phải tùy tùng của xin phao ngươi cũng bị ngô thần gọi tới à tại sao ngươi không vào hả vậy là bốn pha luôn á ngươi nói bốn cái gì rosa nói lung tung thì bị xin đi ra tung cho một đấm lõm đầu a ha ha con bé này trời nóng nên nói sảng đó mà cô không cần để ý đâu ileana nàng tới rồi sao mau vào trong đi chúng ta cần mở một cuộc họp ba người làm ta có cảm giác kỳ quái đó vào bên trong ngô thần thuật lại toàn bộ sự việc cho mọi người nghe về chuyện lúc trước vì để ngăn mẫu thần đại nhân tỉnh lại mới gọi chúng ta tới thương lượng sao thứ ta nói thẳng những chuyện này không phải do thân dưới của ngươi không kiểm soát được sao hiện giờ ngươi còn mặt dày tới xin hỗ trợ a à, ta không muốn nhìn dáng vẻ ủ rũ của pandora chứ bộ Chẳng lẽ ngươi muốn bóp méo lịch sử vì lý do bởi vì Pandora đáng thương? Ta thấy ngươi chính là muốn thêm một cô nàng vào hậu cung của ngươi thì có. Quên đi, dù sao hiện giờ lịch sử cũng đã thay đổi, giờ ta có nói gì cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Đúng vậy, chúng ta cần phải đem lịch sử khôi phục lại bộ dạng trước kia, bằng không chúng sẽ vĩnh viễn kẹt lại trong lịch sử mới này, nhưng để Pandora cùng Tiffany đi chết chúng ta không thể làm được chuyện đó. Thật ra ta có một cách, một phương pháp không cần hy sinh người nào cả, nhưng mà Ileana ta muốn nàng hỗ trợ ta. Nói ra nghe thử một chút xem, xin lỗi chuyện này ta xin phép giữ bí mật, nàng chỉ cần làm theo lời ta nói là được, ta bảo đảm sẽ không cần phải hy sinh ai nhưng lịch sử vẫn được giữ vững nguyên trạng. Trước đó chuyện này không thể để Tiffany và Pandora biết, ta sợ các cô ấy làm chuyện không lý trí nào đó, muốn giữ chuyện này trước mặt tiền bối Tiffany sợ là khó, tiền bối có đôi tai tinh linh nói không chừng đã biết những chuyện chúng ta nói rồi. Ngô thần nghe mà mới sự người, Rosa, Tiffany hiện giờ đang ở đâu? A à, tiền bối Tiffany nói với ta, tiền bối mang Pandora ra ngoài chơi. Thoạt nhìn tiền bối hình như có tâm sự gì đó. Không tốt, có chuyện xảy ra. Cùng lúc đó Pandora được Tiffany dẫn ra bên ngoài vườn sau nhà chơi. Đều là ngô thần vì cô mà chuẩn bị. Cô hãy hưởng thụ sự vui vẻ này đi. Hoa thật vậy sao, đại ca ca đối tốt với ta quá. Thật không thể tưởng tượng chúng ta là hai địch thủ nhưng giờ lại ở cùng nhau nói chuyện vui vẻ. Ngô thần, ở người ta nhìn thấy rất nhiều điều. Có hiện thực tàn khốc cũng có tương lai tốt đẹp. Hòa bình mà nhân loại và ma tộc sống chung, nữ thần cùng ma nữ không hề tranh đấu, tương lai mà mọi người nên đón hòa bình chân chính, nhưng mà cái đó không phải là thứ mà ta cùng Pandora có được, ta thần một khi sống lại thì những thứ tốt đẹp ở tương lai đó cũng sẽ bị hủy diệt theo, Pandora thực xin lỗi. Tiffany đi tới ôm Pandora muốn đồng quy vu tận, Pandora đó là số mệnh của chúng ta, vì tương lai tốt đẹp ta và cô cần phải chết trong dòng sông lịch sử này. Tiffany chuẩn bị tự bạo thì ngô thần kịp chạy tới ngăn cản, Tiffany cô đây là tính tự bạo sao? Ngô thần bỏ tay, loại chuyện này ta không thể làm ngơ. Ngô thần, ngươi đây là muốn ngăn cản ta sao? Đúng vậy, ta không thể trơ mắt nhìn các người chết. Tùy ý bóp méo lịch sử chính là trọng tội, nhân quả trong đó không phải một phàm nhân có thể gánh vác. Hiện giờ vẫn còn kịp, chỉ cần ta cùng cô ấy chết thì quỹ đạo sẽ trở về như cũ. Nói xong Tiffany đánh ngô thần bay ra xa rồi tạo một màng kết giới ngăn chặn không cho ai tiếp cận. Pandora ta biết ngươi đã hối cải để làm người tốt nhưng lịch sử là vô pháp bị sửa đổi nếu ngươi thật sự thích ngô thần hãy nghe lời khuyên của ta chúng ta cùng ngô thần không cùng một thời đại các người yêu nhau là lịch sử bị biến đổi đây là điều mẫu thần ngươi lợi dụng sau đó không lâu cô ta sẽ sống lại ở thời đại này thế giới tương lai nơi ngô thần đang sống cũng sẽ bị thay đổi bọn họ đều sẽ chết chúng ta chỉ có thể dựa theo nguyên bản lịch sử để phát triển mới có thể ngăn cản chuyện đó xảy ra pandora nghe nhưng chẳng hiểu cái gì pandora ngươi hy vọng ngô thần bọn họ đi tìm chết sao hy vọng thế giới này bị chìm trong bóng tối sao không ta muốn đại ca ca sống tốt Vậy chúng ta hãy làm điều chúng ta nên làm. Hai người bắt tay nhau cùng một ý, vì người yêu thương chúng ta sẽ hy sinh. Này đừng có tự ý quyết định như vậy, ta có biện pháp cứu hai người, hãy mở kết giới cho ta. Cô chuẩn bị xong chưa? Được rồi. Hai người bên trong muốn tự bạo thì ngô thần nổi nóng biến hình thành thần hy chi tinh, từng cú từng cú đánh vào kết giới nhưng không ăn thua. Đại ca ca dừng lại đi, Pandora phải tạm biệt đại ca ca rồi. Nhưng mà không sao đâu, tuy rằng thời gian ở cùng đại ca ca ngắn ngủi nhưng Pandora rất vui vẻ. Ngô Thần nghe mà bực mình phát khủng biến thân thành dạng khôi giáp thánh vương hình thái sa đọa, là dung hợp với ma lực của Pandora mà thành, Hoàng Tuyền hỗ trợ ta phá kết giới, tiểu hoàn tuyền biến thành kiếm để Ngô Thần dùng, Ngô Thần tung chiêu nhân chân hệ liệt toàn lực nhất phách bổ xuống, mang kết giới nhận một bổ thì tách làm đôi, Tiffany cùng Pandora nhìn mà há hốc, Ngô Thần ngươi thật là cố chấp, đại ca ca nguy hiểm đừng lại gần, tuy rằng thấy hai người sắp nổ nhưng Ngô Thần không sợ hãi mà tiến bước lại gần, các người thật sự thích chết như vậy sao? Nếu các người muốn chết vậy thì cùng nhau đi thôi. Ngô thần một tay ôm Pandora một tay ôm Tiffany vào lòng. Được rồi giờ chúng ta cùng nhau tự bạo, hãy cùng nhau làm người thiên cổ. Mọi con đường đều tiến tới chân thiện mỹ, ta có cách, mọi người hãy tin tưởng ta một lần được không? Được, vậy hãy xem biện pháp ngươi nói là gì. Ngày hôm sau tại thành tinh linh, mọi người, gần trăm năm nay tộc ta cùng ma nữ xung đột không ngừng. Người nhà chúng ta từng người ngã xuống bảo vệ nơi này, thân là nữ thần ta vì thế ái náy không thôi. Cũng cảm giác vô cùng bất lực, bởi vậy ta có ý định từ bỏ chức nữ thần tinh linh ta quyết định đem chức nữ thần nhường lại cho ngô tiểu thư sau này hãy để cô ấy dẫn đường cho mọi người ngô thần lúc này dùng thẻ biến đổi giới tính chuyển thành thân phận nữ đám người đứng bên dưới nhìn nhau ngơ ngác không hiểu vì sao nữ thần lại để một nhân loại thay thế làm nữ thần tinh linh ta rất nghiêm túc thần quyền ta cũng đã giao phó cho ngô tiểu thư nàng hiện tại đã là nữ thần tinh linh chính thống tiffany đang nói thì một đòn tấn công đánh tới ngô thần cứ như thế bị một lao xuyên thủng người ha ha tiffany nữ thần tân nhiệm này thực lực vẫn chưa bằng ngươi đâu nếu ngươi muốn nghỉ hưu thì ít nhất cũng tìm một người có thực lực để kế nhiệm nhân loại yếu ớt đó không thể thỏa mãn được ta trận chiến giữa chúng ta vẫn chưa kết thúc đâu pandora đi ra diễn như một ma nữ tàn bạo dân chúng thấy là ma nữ pandora thì sợ hãi bỏ chạy tán loạn mặc dù chỉ là diễn nhưng thực sự đại ca ca không sao chứ đại ca ca sẽ không gạt chúng ta phải không tiffany thấy ngô thần không động đậy thì toát mồ hôi ngơ ngác tiffany con gái của ta sau này con hãy thay ta lãnh đạo tộc nhân khụ khụ chỉ tiếc là ta thần lực đã hao hết không thể đem thần quyền giao lại cho con không tiền bối ngài nhất định phải cố lên ngài đừng bỏ con một mình thực xin lỗi thực xin lỗi ngài ngài vì bảo vệ con mà đừng nói mấy lời ngốc như vậy nữ thần sinh ra là để bảo hộ tộc nhân của mình chúng ta chính là ánh sáng vì mang đến hy vọng và sự che chở cho tộc nhân mình chỉ tiếc ta không thể bảo vệ cho nhiều người tiffany sau này con hãy thay thế ta bảo hộ tộc nhân ta tin con con có thể làm tốt hơn ta Tiffany nhớ lại chuyện cũ mà trầm tư. Ta làm sao có thể làm tốt hơn ngài được chứ? Kết quả cuối cùng là ta, ta vẫn là người được bảo hộ, ta sao có thể phù hợp với vị trí nữ thần? Đừng nói như vậy Tiffany, cô là một nữ thần ưu tú, nhờ nhẫn long tâm vĩnh hằng mà ngô thần hồi phục tỉnh lại, nếu không nhờ cô sẽ không có tương lai của tộc tinh linh. Bởi vì sự hy sinh của cô trong tương lai ta mới có thể gặp được Sinf và Rosa, quá cảm động nên Tiffany nhào tới ôm lấy ngô thần. Cảm ơn ngươi ngô thần, có thể gặp được ngươi thật là tốt, được rồi không khóc, ta không có nghiêm túc trong lịch sử cô hy sinh cho chúng ta nhiều như vậy hiện tại cũng nên để cho hậu bối chúng ta hy sinh rosa đứng từ xa nhìn mà đen mặt xin tỉ tỉ vậy mà lại bị tiền bối của mình hớt tay trên mình đây về sau phải gọi ngô thần là gì mối quan hệ này thật là dối rắm chuẩn bị xong chưa pandora ừm đã xong rồi ileana tỉ tỉ kế tiếp ta sẽ dùng quyền năng của ta biến cô thành tộc tinh linh từ nay về sau cô không còn là ma nữ cô cũng sẽ mất hết đi sức mạnh cường đại cô không hối hận chứ không hối hận pandora đã làm quá nhiều chuyện không tốt hiện giờ cũng nên trả lại rồi mặc dù không còn sức mạnh cường đại nhưng pandora chỉ muốn cùng đại ca ca ở bên nhau mãi mãi thi thuật hoàn thành bây giờ ngươi đã là một tinh linh tộc rồi ta không hiểu rõ ràng ngươi có đủ sức mạnh để đánh chiếm thế giới nhưng lại chọn từ bỏ có đáng để làm như vậy không đương nhiên ta của quá khứ đã chinh chiến khắp nơi nhưng đổi lại chỉ là nghìn năm cô đơn đến bây giờ ta mới hiểu được có sức mạnh sánh ngang với thế giới không có nghĩa là có thể làm chủ cả thế giới thật không ngờ pandora có thể nói những lời này ta đã nói rồi pandora đứa trẻ này không có xấu đến vậy quả thực khó có thể tin được aha lần này lịch sử có lẽ có thể trở lại đúng quỹ đạo ban đầu của nó rồi cũng chính lúc này xin chạy tới ngô thần chàng vẫn ổn chứ cô vội vàng kiểm tra khuôn mặt của ngô thần ta không sao đợi đã đừng có vén quần áo của ta lên ta đã được hồi đầy máu rồi không được nếu để lại sẹo thì phải làm sao để ta kiểm tra chút xuất hiện lúc này chính là tà thần không ngờ rằng lịch sử lại được viết lại theo cách này, thật bất ngờ đấy, mà xuất hiện này khiến tất cả mọi người vô cùng hoang mang. Chẳng qua các ngươi nghĩ điều này có thể ngăn cản được ta sao, các ngươi quá ngây thơ rồi, vừa dứt lời hắn ta liền dùng tia chớp tấn công mọi người. Tiffany nhanh chóng kêu gọi mọi người hãy chui vào trong lá chắn của cô, tà thần không phải đang ngủ hay sao, tại sao lại có sức mạnh như vậy, hừ hừ. Tuy rằng các ngươi đã khôi phục lịch sử nhưng nhân quả vốn phức tạp, khi Ngô Thần và Pandora thành hôn, mọi thứ đều đã được định sẵn, được rồi ileana mặc dù nó phần nào đó khác với kế hoạch của ta nhưng đó không phải là vấn đề lớn đã đến lúc trao cơ thể của ngươi cho ta rồi không mẫu thân đại nhân ta ta còn chưa chuẩn bị xong ngươi muốn chống lại ý của ta có phải không ileana qua đây cho ta ileana liền bị mẫu thân trói lại không sao đâu ileana đợi sau khi ta khôi phục lại sẽ cho ngươi một cơ thể mới bây giờ hãy ngoan ngoãn giao thân thể này cho ta đến lúc này ileana mới nghĩ không được nếu mẫu thân đại nhân lấy đi cơ thể này elena liền sau đó ileana liền hét lên ta không muốn từ chối rồi sao vậy thì ngươi đã không còn tác dụng nữa rồi khi chuẩn bị ra tay với ileana thì thần hi chi tinh xuất hiện kịp thời ngăn cản đây chính là thực lực của ngươi quá yếu rồi ngô thần nhanh chóng bị mẫu thân đại nhân siết chặt thiết giáp của mình chỉ trong một đòn đã như thế này ư ngươi đã nhận thức được mình nhỏ bé thế nào chưa thần hi chi tinh chẳng qua chỉ có được một chút sức mạnh đã bắt đầu quên đi hình dáng của mình rồi côn trùng thì nên giác ngộ của côn trùng Hôm nay ta muốn cho các ngươi biết điều gì sẽ xảy ra nếu như các ngươi chống đối ta, mọi người phía dưới cũng nhanh chóng bị hút vào luồng ánh sáng đó. Đột nhiên một tiếng nổ lớn xảy ra. Sao lại như vậy? Cây thần bị cháy, quê hương của chúng ta đã bị phá hủy rồi sao? Ôi, chúng ta phải làm gì tiếp theo đây? Đừng khóc nữa. Tiffany đại nhân chắc vẫn đang liều mạng chiến đấu với mụ phù thủy đó. Chúng ta mau đi thôi. Mia lúc này cũng không khỏi lo lắng cho Tiffany. Ồ, thú vị đây. Biến mình thành vật chứa của nữ thần sáng thế sao? Nhưng như vậy thì sao, sức mạnh của nữ thần sáng thế đã sắp cạn kiệt rồi. Không, ta không cho rằng ta có thể đánh bại ngươi, nhưng dùng để mở cánh cổng thời gian như vậy là đủ rồi, sáng thế cấp ma pháp, bước nhảy thời gian, Tiffany mở cánh cổng hút mọi người vào trong đó, chẳng lẽ Tiffany định một mình ở lại đây đối mặt với tà thần sao, định hy sinh bản thân mình một lần nữa sao? Loại chuyện này mình không chấp nhận được, không dễ gì mới khiến Tiffany sống tiếp, đến bây giờ vẫn như cũ không thể thoát khỏi số mệnh được sao? Chuyển cảnh ngô thần tỉnh lại đi ngươi thật là trốn đi không nói một lời ngủ chưa cũng không nói một lời bọn ta tìm ngươi cả nửa ngày rồi ngô thần khi này vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra ngô thần ngươi có phải ngủ đến mơ hồ rồi không được rồi nhanh đi thôi thử luyện nữ thần của xin cũng đã thông qua rồi mọi người đều đang đợi ngươi đó ờ, sự việc xảy ra trước đó chuyện gì vừa mới xảy ra vậy sau đó chúng tôi đến trước quảng trường của thần điện xin đã thông qua thử luyện của nữ thần thành công lấy được thần quyền toàn tộc tinh linh trên dưới đều vui vẻ mọi người đều chìm đắm trong niềm vui sướng nhưng mà mình không vui nổi luôn cảm thấy thiếu một cái gì đó mình có phải là đã quên đi một chuyện gì đó rất quan trọng cùng lúc đó ở giáp danh lãnh tộc tinh linh pandora mặc dù ở đây nhưng cô không biết đây là đâu pandora dường như đã quên mất một điều gì đó rất quan trọng cô không thể nhớ lại tuy nhiên luôn cảm thấy có ai đó đang gọi mình một người rất quan trọng đối với mình phương hướng hình như là ở bên này nhất định phải tìm được Ngô thần dường như lúc này cũng cảm thấy hình như có người đang tìm mình. Ngô thần làm sao vậy? Luôn cảm thấy có ai đó đang gọi ta từ xa, là ảo giác của ta sao? Chắc chắn không phải là lão bạn già nào của ngươi nhỉ, nhưng không thể cảm nhận được bất kỳ khí tức nào bên đó sao? Đột nhiên lúc này có người chạy tới thông báo với Sinh có tin vui. Sinh đại nhân, vị đại nhân kia cô ấy, cái gì? Ngươi nói cái gì? Tiền bối. Ngươi tỉnh rồi sao? Hả? Lão quái vật tỉnh lại rồi. Tiền bối của Sinh, nữ thần tinh linh tiền nhiệm. Tiffany, sau khi tỉnh dậy Tiffany cũng không biết rằng mình đang ở đâu, mình đây là bị làm sao vậy? Tại sao thân thể này còn nguyên vẹn? Mình nhớ ra rồi, mình đáng lẽ đã chết rồi, ngươi giống như Gaia đều là những kẻ ngốc không có thuốc chữa. Lại có thể không ngần ngại đốt cháy linh hồn của chính mình mà chiến đấu với ta, kết quả vẫn là làm việc vô ích, ta đã không còn hứng thú với ngươi nữa rồi. Ta sẽ đến một thời đại khác và giết thần Hi Chi Tinh, ngươi ở đây tự sinh tự diệt đi, cứ như vậy là kết thúc sao? Cây thần bị phá hủy các tộc nhân mất đi nhà cửa, bạn bè cũng bị tà thần truy sát, kết quả ta vẫn không thể bảo vệ tốt bạn bè của mình và không thể trở thành anh hùng của mọi người như ý tỷ tỷ của ta. Xin lỗi mọi người, xin lỗi mẫu thân đại nhân, ta là một nữ thần bất tài, con gái, đứa con gái tội nghiệp của ta. Ta mới là người phải xin lỗi, xin lỗi đã để con phải chịu đựng những điều này một mình. Mẫu thân đại nhân người đến để đón con à, ở nơi linh hồn yên nghỉ, con có thể nhìn thấy tỷ tỷ của con không? Đúng vậy, con của mẹ, Mọi thứ con muốn đều ở đó và tâm hồn con sẽ tìm thấy bình yên vĩnh cửu ở đó. Nhưng con không còn mặt mũi nào để gặp tỷ tỷ của mình, con đã không bảo vệ được tộc nhân như đã hứa. Nhưng ít nhất con vẫn có thể tiếp tục bảo vệ bạn bè của mình, con muốn quay lại ở bên Ngô Thần, trở thành trợ lực của cậu ấy, giúp cậu ấy đánh bại tà thần, tạo ra một thế giới mới với cậu ấy, một thế giới thực sự hòa bình. Đây là mong muốn cuối cùng của con, tạo ra một thế giới mới với cậu ấy. Khi này xin bước vào gọi tiền bối Tiffany, Omia thật là, tiền bối. Ta đã lớn như vậy rồi đừng gọi ta với cái tên trẻ con đó nữa, xin lỗi xin lỗi. Ta quen miệng gọi thôi mà, ngô thần đây là tiền bối của ta, để ta tự mình giới thiệu một chút nhé. Ta là cựu nữ thần tinh linh Tiffany, đã lâu không gặp ngô tiên sinh, hai người quen nhau à. Con đang nói gì vậy Mia, đây là vị cứu tinh của con đấy, con đã bị ma nữ tấn công khi còn nhỏ. Nhưng cậu ta đã cứu con, nhưng khi đó con còn quá nhỏ. Quên rồi cũng là điều dễ hiểu, xin nghĩ lại, Thảo nào lần đầu tiên nghe giọng của chàng đã cảm thấy quen thuộc rồi, hóa ra là vậy, vận mệnh thật thích trêu ngươi mà, Ngô Thần liền lên tiếng, "Tiểu thư Tiffany, ta muốn nói chuyện riêng với người, đúng vậy, chúng ta cần phải nói chuyện rõ ràng một chút, ngươi cần phải nhớ lại những gì đã xảy ra, thời không tự mình phục hồi, ra là như vậy, ta đã nói sau khi trí nhớ được khôi phục luôn cảm thấy mọi người đều kỳ lạ, mặc dù lúc đó chúng ta đã cố gắng đẩy lịch sử quay lại quỹ đạo chính xác nhưng tác dụng cũng hoàn toàn khác nhau." chúng ta chỉ là tạo ra một thời không giống nhau ngay cả khi nó là một bản sao hoàn hảo nó cũng chỉ thay thế cho không gian ban đầu nói cách khác khoảng thời không ta và pandora đồng quy vô tận trong quá khứ đã bị che phủ tình huống của mia khá đặc biệt sau khi trở về thời không ban đầu ký ức của cả hai mia đã hợp nhất một phần mà những người khác đến từ tương lai sẽ có những ký ức liên quan bị ghi đè thế giới đã lặng lẽ thay đổi tà thần đã sử dụng chúng ta để gián tiếp thay đổi quỹ đạo của thế giới này ta nghi ngờ đây là mục đích thật sự của bà ta bà ta có thể đang chơi một ván cờ lớn. Tuy nhiên ván cờ này kéo dài toàn bộ lịch sử, quy mô của nó khiến người ta không thể tưởng tượng được, đừng lo. Tại thời điểm này chúng ta phải dựa vào những nỗ lực phối hợp của các cộng sự chúng ta, đó là lý do tại sao ta đến bên cạnh ngươi, ngô thần. Hãy để ta trở thành sức mạnh của ngươi, chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên thế giới mới. Ngươi muốn trở thành sức mạnh của ta, câu này như là muốn cầu hôn ta vậy, à? Ta có khả năng trở nên mạnh mẽ hơn khi kết hôn với một cô gái, ngươi không biết sao, không 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 ta hoàn toàn không nghĩ như vậy không đúng ý của ta là trở thành một cộng sự hoàn toàn không có ý cầu hôn gì cả đột nhiên bên ngoài có giọng nói vọng vào là ai đây không phải là nơi người đến bên ngoài đã xảy ra chuyện gì vậy ký ức này là làm sao có thể làm sao tinh linh có thể có sức mạnh tà ác như vậy người xuất hiện khi này là Pandora mọi người thấy cô đều hét lên quái vật quái vật ngô thần khi này mới chạy ra là Pandora sao Vừa nhìn thấy Ngô Thần Pandora liền vui mừng gọi Đại Ca Ca, Đại Ca Ca rồi chạy tới đâm đầu vào người Ngô Thần. "Ôi, sao vừa mới gặp đã húc ta một cái thế? A à, Đại Ca Ca lừa ta, chẳng phải Đại Ca Ca nói sẽ ở với nhau mãi mãi à? Vì sao lại bỏ ta ở lại một mình như thế?" Đồ khốn vừa nói cô vừa đấm tới tấp vào người Ngô Thần, hiểu nhầm rồi, ta là mới dịch chuyển tới đây, nào có ý để muội lại. "Ôi chao xương đòn ta sắp gãy rồi, Tiffany đại nhân người này rốt cuộc là ai?" "À, người này là người ta quen biết." Yên tâm đi, chuyện này để ta tự giải quyết là được, tình huống khẩn cấp. Tiffany đại nhân, chuyện lớn rồi, Hoàng đế quốc bỗng nhiên cho quân tiến công, quân đội đã đi tới biên giới rồi à? Tiffany đại nhân, mong người hãy đi tránh nạn. Dì cơ, khoan đã, quan hệ giữa chúng ta và loài người vô cùng tốt. Tại sao nay lại khởi binh? Loài người sớm đã không còn là loài người trước kia nữa rồi, sợ là còn có dũng khí nào đó can thiệp vào. Trận chiến lần này là không thể tránh được. Cảnh chuyển đến lều quân sự của Hoàng đế quốc, Dũng sĩ đại nhân binh trận đã bày bố xong rồi thưa ngài. Dũng sĩ tham lam thân phận thần bí không ai biết lúc này trả lời biết rồi, khi về ta sẽ tấu với nhà vua về lòng thành của ngươi, nhưng mong phán đoán của các hạ chính xác. Đã lựa chọn xuất binh nhất định phải mang tin vui về cho nhà vua, mặc dù binh lính của tộc tinh linh ít nhưng đừng quên rằng bên đó còn có hai nữ thần và một ma nữ đang trị vì. Không thể xem thường được, cái này ta biết rồi, thế nên vua mới gọi chúng ta tới đây không phải sao, đương nhiên chúng ta sẽ cố gắng hết sức để giúp tướng quân chỉ cần để cô ta giúp ngươi thôi, đừng vì cô ta là nữ mà xem thường, nếu không người đau khổ sẽ là ngươi đó, người này chính là Lilith, dũng sĩ không ổn định, là một kỵ sĩ ta sẽ dốc sức chiến đấu, đánh đuổi cái ác, hỡi đồng bào của ta, gần một thiên niên kỷ qua chúng ta đã sống hòa thuận với loài người, nhưng đã đến lúc chúng ta phải đứng lên chiến đấu, hoàng đế quốc hiện đang trên đường mang quân đến đây, chúng ta rất nhanh sẽ bị bao vây, dù chúng ta không có ý định chiến đấu nhưng vì gia đình, bạn bè, chúng ta phải cầm vũ khí lên, toàn thể nhân dân ta đây với thân phận là một nữ thần, đồng thời là nữ vương, hãy cầm vũ khí lên, cùng nhau bảo vệ dân tộc này. Xin đại nhân muôn năm, tộc tinh linh trường tồn mãi mãi, bảo vệ dân tộc, đánh đuổi xâm lược. Báo cáo, xin đại nhân, đội cung thủ đã sẵn sàng. Tiffany đứng sau cũng rất vui mừng vì Mia đã trưởng thành, không cần mình ra trận nữa. Nhưng tộc nhân đã suy giảm nhiều rồi, đây chẳng lẽ là mưu tính của dũng sĩ? Trận chiến này sẽ vô cùng gian nan đây. Đang nghĩ thì Ngô Thần bảo không phải lo thế trận của chúng ta vô cùng hoành tráng để ta giới thiệu đây là nữ thần rồng lô ly dù nhìn thì bé xíu thế này thôi nhưng khi chiến đấu sẽ hiện nguyên hình ma nữ viên nguyệt hạ nguyệt vận xong chuyện đừng quên chơi game mới với ta đấy cuối cùng là nữ thần hòa hài ta tới đây không phải vì trận đánh này nhưng là vì nể mặt tiền bối mà phá lệ thôi ngô thần chuyện giữa chúng ta vẫn chưa xong đâu lần sau gặp ta sẽ tìm ngươi tính sổ dứt lời nữ thần hòa hài rời đi trong chớp mắt a à, chờ đã chúng ta vẫn chưa chia chiến tuyến mà đừng cướp đường giữa của ta chứ. Tiffany khi này mới có vẻ yên tâm, xem ra không cần ta nữa rồi. Mia có mấy người các ngươi khiến ta yên tâm hơn nhiều, người ở trong thành cứ giao cho ta. Các ngươi cứ yên tâm mà chiến đấu, không sai, các hậu bối đều trưởng thành cả rồi. Mình chỉ cần lẳng lặng quan sát họ là được, lẳng lặng quan sát các ngươi trưởng thành. Rất nhanh ngô thần cùng Lạc Ly và Hạ Nguyệt Vận cũng xuất phát, trở về phía Pandora. Cô lúc này đang bị nhốt trong căn phòng tình yêu, chán nản cô liền hỏi Elena, bảo mẫu. Đại ca ca ngốc sao không cho Pandora đi cùng. Pandora, ngô thần sẽ mau quay lại đón muội thôi. Không chịu đâu, đại ca ca ngốc, ta muốn ly hôn. Elena khi này cũng không biết phải làm sao với Pandora. Tự dưng ngô thần cầu xin bảo ta phải trông trẻ. Ta đây đâu giỏi chơi với trẻ con. Bảo ta trông trẻ là chuyện nay mai phải tiếp xúc thôi. Đây là muốn thách thức ta à? Không đúng, đây là thử luyện. Nghĩ tới hình ảnh gia đình ba người Elena hạnh phúc chảy cả máu mũi. Elena tỉ tỉ, ngươi có sao không? Không sao không sao chỉ là hạnh phúc quá thôi chúng ta cùng nhau chơi đi muội muốn gì ta đều đáp ứng muội hết một lát sau chỉ nghe trong căn phòng elena kêu không muốn tại sao chứ vì máu mũi tỉ tỉ khắp mặt nhìn giống biến thái quay trở về trận chiến con người và tinh linh đánh hay đó sức mạnh và kỹ thuật kiếm của ngươi đều đủ xuất sắc màn đọ sức lúc nãy cũng đặc sắc không kém lại phải giết chết một kỵ sĩ đáng kính như ngươi chiến tranh chính là thứ bất đắc dĩ như vậy tướng quân đại nhân người không sao chứ đầu hàng đi ta sẽ không giết ngươi đâu nha đầu đừng xem thường ta lão phu đây còn có thể đánh được mấy trăm trận đấy sau lưng là người dân muốn vào bên trong chỉ có thể bước qua xác ta thôi ha ha nói hay lắm lâu rồi không nghe những lời ngu xuẩn ý chí mãnh liệt như thế nghe đến mà nổi hết da gà ta rất vừa ý đó người đến lúc này chính là hạ nguyệt vận là ma nữ dũng sĩ không phải đã nói là ma nữ sẽ đối phó với bọn họ ư sao lại xuất hiện ở đây chạy mau ta chưa lên chính thức và chưa có bảo hiểm a à, các ngươi chạy đi đâu quay lại muốn đào binh hả Lúc này chỉ còn lại Lilith và Nguyệt Phận. Sao, ngươi không chạy à? Ma nữ Nguyệt Phận, ta là dũng sĩ, đánh bại ma nữ là nhiệm vụ của ta, ta không bỏ chạy đâu, quyết một trận thắng bại đi. Cùng lúc này phía Ngô Thần, hiệu ứng của Long Tâm Vĩnh Hằng đã bị ngươi dùng rồi sao? Xin lỗi Lạc Ly, lúc đó ta quả thực không nghĩ ra biện pháp nào tốt hơn, không cần tự trách như thế đâu, chiếc nhẫn đó vốn dĩ vì ngươi mà sinh ra, muốn dùng thế nào là quyền của ngươi, chỉ là công hiệu của chiếc nhẫn chỉ có một lần, ta rất lo lắng cho ngươi lần sau đừng miễn cưỡng bản thân biết chưa ừ ta đảm bảo đột nhiên có tiếng truyền âm của tiffany ngô thần nghe thấy không ok nói đi đừng sợ trận tuyến b đang rơi vào khổ chiến ta lo lắng nữ thần hài hòa không địch nổi dũng sĩ triệu hồi được chỉ hợp thành ác ma cấp trung bình một nghìn hai trăm các ngươi hãy mau chóng đến chi viện hư lại là dung hợp ác ma các dũng sĩ đã tiếp xúc với kỹ thuật đó rồi sao thuật cấm chế đó rõ ràng lúc đó ta đã niêm phong lại rồi mà đây cũng là nguyên nhân các nữ thần cấm con người tiếp tục nghiên cứu thuật ma đạo bởi vì chúng ta lo lắng bọn họ sẽ bị cuốn vào mặt của tà ác đây là coi thường mạng sống hoàng đế quốc cũng bởi vì vi phạm cấm lệnh phát triển thuật ma đạo mà bị nữ thần vứt bỏ hiện nay không còn nữ thần nào bảo vệ bọn họ nữa lạc ly ngươi và nữ thần hài hòa có thể xử lý được mấy tên dung hợp đó không không thành vấn đề sao thế thân là người sáng chế ra thuật ma đạo ta buộc phải ngăn bọn họ tiếp tục chìm vào kỹ thuật tà ác này ta phải nghĩ cách lẻn vào quân doanh của hoàng đế quốc điều tra một chút hy vọng bọn họ không lún vào con đường này quá sâu đừng lo lắng cùng nhau chinh chiến bao nhiêu năm như vậy rồi ngươi còn không hiểu rõ ta sao có lúc nào ta lại thất bại đâu dứt lời ngô thần từ trên lưng lạc ly nhảy xuống vừa đáp xuống đất ngô thần đã hóa hình thành thần hy chi tinh được rồi tiếp theo phải làm gì nữa chỉ cần trực tiếp bắt một nữ dũng sĩ tra hỏi một chút là được rồi đám người đã lạm dụng thuật ma đạo mà ta khai phá ra ta phải phá vỡ hang ổ của các ngươi cùng lúc này hạ nguyệt vận đang ở chiến tuyến ây ra một tiếng rưỡi không đánh gục ngươi cũng không thể giết chết ngươi thật lãng phí thời gian ta nói này ngươi chỉ cần đầu hàng là được rồi ta còn phải quay về chơi game nữa không ta sẽ không nhận thua ta vẫn còn có thể chiến đấu ai lại đứng dậy rồi hả? À? tên nhóc nhà ngươi đúng là phiền phức mặc kệ vậy theo ta thấy vẫn nên nghiền nát ngươi ra thì hơn nhưng lúc này xin xuất hiện ngăn cản được rồi đó hạ nguyệt vận đến đây thôi này xin cô ta là kẻ địch của ngươi đó vừa rồi ta từ miệng của các binh sĩ hiểu rõ được một vài chuyện trận chiến trước đây cô ta không hề để hai quân đối đầu nhau mà còn đề xuất ra cách thức giao đấu với tướng lĩnh để quyết định thắng thua. Hơn nữa lúc giao đấu với tướng quân cô ta cũng đã hạ thủ lưu tình rồi. Ba hóa ra là người tốt sao? Vậy ngươi muốn tha cho cô ta sao? Sau này xảy ra chuyện gì ta đều mặc kệ đó. Ừm, cứ giao cô ta cho ta xử lý đi. Được thôi, vậy ta quay về chơi free fire đây. Dứt lời Hạ Nguyệt vận liền bay đi. Xin phở lại thì tiến gần đến chỗ Lilith, nhìn thấy đối phương đã bất tỉnh liền thực hiện trị liệu cao cấp tóc vàng vừa hồi phục tỉnh lại thấy có người chạm vào má liền vung kiếm chém một đòn là ai đừng lo lắng ta chỉ là giúp ngươi trị liệu mà thôi a à, ngươi là nữ thần tinh linh tại sao bởi vì ngươi và bọn chúng không giống nhau cho nên ta mới muốn cứu ngươi ta không muốn một dũng sĩ chân chính như vậy chết trước mặt ta dũng dũng sĩ chân chính xin lúc này biến thành một cơn gió bay đi ngươi nên quay về đi quay về nơi mà ngươi nên thuộc về nơi mà ta nên thuộc về sao phải rồi tại sao ta lại trở thành kỵ sĩ rồi vì sao ta lại trở thành dũng sĩ chứ chuyển cảnh đến trước sào huyệt trận địa hoàng đế quốc một đám người đang bị hút cạn linh hồn à, tha mạng quốc sư tha mạng lại còn dám mặt dày vô sỉ cầu xin tha thứ cho dù có được sự tha thứ của ta vương cũng sẽ không tha thứ cho đám người đáng xấu hổ các ngươi đào binh chỉ có một kết cục đó chính là cái chết ngươi cũng vậy lilith ngươi cũng làm cho dũng sĩ bọn ta thật xấu hổ ngay cả người ngươi đối mặt là ma nữ cũng không phải là không có cơ hội thắng ta cho ngươi dung hợp ác ma tại sao ngươi không dùng lilith im lặng không nói một câu cử không trả lời ta Trước đây ngươi cũng như vậy, luôn không hợp tác, lần này cũng phớt lờ kế hoạch của bọn ta mà tự ý hành động tự mình chủ trương, Lilith cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ném lọ thuốc này vào nước uống của tộc tinh linh. Như vậy chúng ta có thể tiếp tục chấp nhận ngươi, đây đây là ôn dịch chi nguyên, ngươi điên rồi sao? Nếu như ôn dịch mà khuếch tán ra sẽ chết bao nhiêu người ngươi có biết không, ta không hỏi ý kiến của ngươi Lilith. Sự lỗ mãng của ngươi đã khiến bọn ta phải chịu tổn thất rất lớn. Nay ngươi không làm chút biểu hiện gì đó, kêu bọn ta sau này làm sao có thể tín nhiệm ngươi, nghĩ cho kỹ làm hay không làm hừ đây căn bản không phải là tác phong của người dũng sĩ xem ra ngươi không tính làm rồi lilith ngươi thật khiến bọn ta thất vọng bắt tên phản đồ này lại ngay lập tức mấy tên dũng sĩ lao đến chỗ lilith trong giây mốt một đoạn ký ức hiện ra lilith con lại chạy ra ngoài đánh nhau với con trai sao hề hề con xin lỗi con lại mang họa rồi lilith không phải nói là muốn trở thành kỵ sĩ số một sao tại sao lại đi bắt nạt kẻ yếu chứ con còn nhớ lời thề kỵ sĩ của con không bảo vệ kẻ yếu diệt trừ gian tà xua đuổi tà ác ánh sáng trường tồn không một chút do dự Lilith đã ra tay với đám đã từng là đồng đội của mình nay đã biến chất một thiếu nữ mê mang đã tìm được con đường vốn thuộc về mình một dũng sĩ chân chính cũng đã được sinh ra cuối cùng vẫn ra tay với đồng đội của bản thân rồi à ngươi định phản bội dòng tộc của chính mình giống tên thần hi chi tinh sao? Câm miệng đám cận bã chỉ biết vung lưỡi đao về phía dân thường như các ngươi mới là kẻ thù của nhân loại hiện tại kiếm của ta chỉ chiến đấu vì lý tưởng trong tim ta mà thôi tuy rằng thần hi chi tinh dựa dẫm vào ma nữ nhưng chí ít hắn không xem mạng người như cỏ rác giống các người hư miệng lưỡi sắc bén nói nhiều vô dụng đấu một trận phân thắng bại đi lilith chém một đòn vào đối phương nhưng hắn lại biến thành khói làm cô giật mình cái gì ảo ảnh sao cô vội bịt miệng lại nhưng quá muộn phấn thôi miên sao lúc này green từ bên trong bước ra kha kha ta thừa nhận kiếm thuật của ngươi rất mạnh nhưng chiến đấu thì phải dựa vào cái này không phải cứ có tí sức mạnh trong người là sẽ chiến thắng được nhưng giết chết ngươi thì có hơi đáng tiếc ta sẽ tiến hành thủ thuật tẩy não với ngươi khiến ngươi trở thành con rối trung thành đúng thế đúng thế quá tiếc cho khuôn mặt xinh đẹp thế kia dũng sĩ green trước khi tẩy não cho chúng thần mượn chơi chút đi đúng đấy thần đã ngưỡng ấy với nàng ta từ lâu rồi để chúng thần giải tỏa đi được thôi nhưng nhớ đừng chơi hỏng đấy ta còn có việc nên không tham gia đâu nói xong green rời đi ba tên thuộc hạ ở lại đã vác lilith lên nào nào mau cởi bộ giáp của nàng ta ra ta sắp không đợi được nữa rồi chúng ta chơi trò gì kích thích đi đột nhiên có một giọng nói vang lên ấy xem ra rất thú vị đấy cho ta chơi với hình ảnh của Ngô Thần bất ngờ hiện ra anh đang dùng thuật ma đạo ánh sáng ngụy trang kỹ thuật dung hợp thuật ma đạo và hiệu quả của cảnh tượng ảo ảnh có thể khiến bản thân và môi trường xung quanh hòa nhập làm một rất nhanh anh đã xử đẹp ba tên dũng sĩ bố láo Lilith ngạc nhiên thốt lên thần thần hy chi tinh sau đó ngất đi đến khi tỉnh lại thì thấy bản thân đã nằm trong một túp lều cô người thấy mùi cháo hành thơm phức lúc này Ngô Thần mở cửa đi vào vèo một phát thanh kiếm găm về phía Ngô Thần rất may anh đã né kịp a à, á cô làm gì vậy ta có lòng tốt cứu cô về đấy xin lỗi thời kỳ đặc biệt ta cần xác nhận ngươi không phải là kẻ địch của ta thành thật trả lời mấy câu hỏi sau đây của ta là được a à, ta chỉ là một công dân tốt năm sao mờ nhạt bình thường thôi vậy tại sao ngươi lại xuất hiện ở nơi này nơi này là chiến trường không phải chỗ thường dân xuất hiện hay nữ dũng sĩ này cẩn thận thật đấy ta còn muốn cô đưa ta thâm nhập vào hậu phương quân địch nữa kìa không nói nữa diễn thôi cái đó ta cũng không biết luôn khó khăn lắm mới được đến tộc tinh linh lấy hàng một lần Kết quả các người đột nhiên dẫn quân đến đánh, ta cũng bị vây ở bên trong cùng. Ngươi là thường dân sao? Xin lỗi là do ta quá căng thẳng rồi, hôm qua khi đi tìm thức ăn thì ta phát hiện cô ngất xỉu trên mặt đất nên mới đưa cô về đây. Còn người dân nào khác bị vây lại không, điều này thì ta không biết, ta còn chưa vào được thành thì bị các tinh linh đuổi ra rồi. Vậy sao? À chút nữa quên mất, trong nồi vẫn đang nấu thức ăn, ta phải đi xem lửa đây, quần áo ở bên cạnh đấy, lát nữa cô cũng ra ăn cùng đi. Ngô Thần đi ra Lilith ở lại trong lều trầm tư. Cuộc chiến này có ý nghĩa gì chứ? Kết quả người bị hại nhiều nhất vẫn là người dân. Quan hệ giữa tinh linh và con người vẫn luôn vô cùng khăng khít, không nên trở thành như ngày hôm nay. Trong thời đại ma tộc hoành hành hiện nay, chúng ta lẽ nào không nên liên thủ lại để đối với ma tộc sao? Nhất định phải kết thúc cuộc chiến tranh vô nghĩa này. Thay xong đồ thì Lilith đi ra chỗ ngô thần. Vừa hay nồi lẩu gà lá é cũng vừa nấu xong, thế là hai người bắt đầu ăn cơm. Lilith lùa đồ ăn vào bụng nhanh như chớp. Bà mẹ ăn khỏe vậy sao? cả nồi đều vào bụng cô ta rồi. Hơn nữa người khác thì dùng bát ăn cơm, cô lại dùng chậu rửa mặt của mình. Ăn xong ánh mắt cô lại nhìn về ba tô cơm của Ngô Thần, ngươi không ăn sao? À thì đột nhiên cảm thấy không đói lắm, bát này cũng cho cô đấy, không thể lãng phí đồ ăn được. Vậy giao cho ta đi. Rất nhanh bữa cơm đã xong, Lilith vào trong mặc áo giáp vào. Ấy tiểu thư dũng sĩ sắp đi rồi hả? Ừm, ta còn một việc nhất định phải làm, ngươi cũng đi cùng với ta đi, đợi ta quay về doanh trại rồi sẽ sai người đưa ngươi về nhà. Thật sao? Cảm ơn cô dũng sĩ đại nhân giữa ngươi và ta không cần khách sáo ngươi là ân nhân cứu mạng của ta gọi ta là lilith là được đúng rồi ngươi tên là gì hả ta sao cảm giác cô gái này không giống với đám dũng sĩ cận bá khác tiếp tục quan sát cô ta một thời gian đã ta tên là ngô khắc ha ha thật là một cái tên thú vị lúc này ở biên giới lãnh địa tộc tinh linh lydia xuất hiện kết giới của nữ thần bệ hạ yếu đi rồi sao e là đã bị ảnh hưởng bởi chiến tranh nhưng mà đây lại chính là thời cơ tốt để chúng ta tiến vào tộc tinh linh ngô thần đang ở bên trong thần hy chi tinh đáng ghét lại dám giả mạo làm sứ đồ của mẫu thần lừa ta lâu như vậy lần này nhất định ta phải làm cho ra lẽ đương nhiên đánh cho sống giờ chết rồi trước rồi nói lydia liền phất tay một cái một phần kết giới liền bị phá bỏ xin phở bên trong liền cảm nhận được kết giới bị phá còn cả khí tức này là lydia lydia tiến vào lãnh địa tộc tinh linh rồi nguyệt phận đang rón rén trốn đi thì bị giữ lại ngươi muốn đi đâu chúng ta bây giờ là tỉ muội rồi đúng không ngươi sẽ giúp ta nói chuyện đúng chứ chúng ta là châu chấu trên cùng một đám ruộng mà ngươi nói cái gì ta ngay cả tỉ muội ruột cũng bán luôn đấy buông ta ra ta không muốn chọc vào bà già điên đó một giọng nói bất ngờ vang lên hạ nguyệt phận cô nói ai là bà già điên có phải đang ngứa đòn phải không lydia đột ngột xuất hiện sau đó hỏi thông tin về ngô thần thì được biết anh đã đi đến tổng hành dinh của hoàng đế quốc rồi hừ ngươi để hắn ta chuồn rồi sao hạ nguyệt phận đi theo ta hà ngươi định làm gì muốn đánh nhau sao đến đây ta không sợ ngươi đâu lúc trước ngươi thề son thề sắt bảo ta giao ngô thần cho ngươi nhưng hiện tại người cũng chạy rồi ta không tìm rắc rối cho ngươi ngươi nên cảm thấy may mắn nói xong lydia rời đi nguyệt phận vội chạy theo a chờ ta với ta đâu có nói là không đi đâu xin liền gọi với theo tiểu thư đại nhân cái đó xin ngươi không cần nói gì cả ta cũng đã nghe một chút về những gì đã xảy ra với tộc tinh linh rồi bất kể bây giờ ngươi có thân phận gì chỉ cần là ngươi đã theo ta thì chính là người của ta phe phái dũng sĩ bắt nạt ngươi phải không vừa vặn lửa trong bụng ta đang tìm một chỗ để chút, ta sẽ khiến chúng sống không bằng chết, hạ nguyệt phận đi thôi. Cảm ơn người Lydia đại nhân, trong khi đó ở bên này Phương Diễm Thủ đang đứng trước xác của mấy tên dũng sĩ, ây ra bốc mùi quá, Lydia và Nguyệt Phận cũng đi đến, điều tra đến đâu rồi. Xem xét vết thương tất cả dũng sĩ đều bị tiễn đi chỉ bằng một nhát dao đâm trực diện, có phải ngô thần làm không, ta phỏng đoàn vậy, ngoài ra ta còn tìm thấy thứ này ở dưới đất. A là ô dịch chi nguyên, không ngờ mấy tên dũng sĩ này còn định dùng thủ đoạn bẩn thỉu như vậy, xem ra ngô thần bên ngoài cũng làm được một chút việc đứng đắn. Đám dũng sĩ này chơi bẩn vậy thì phải diệt trừ tất cả bọn chúng trước khi chúng làm nên trò chống mới được, chuyển cảnh đến chỗ ngô thần và Lilith đã đến trung tâm doanh trại của Hoàng đế quốc. Không ngờ căn cứ được giấu trong ngục tối mới của tộc tinh linh, thảo nào tìm mãi không thấy, cũng được dù sao mình cũng quen thuộc với phó bản này, sau này điều tra cũng tiện. Đi xa xíu nữa là tiền sảnh, ngày mai sẽ có vật tư chuyển vào ngươi có thể theo họ rời khỏi đây, phải rồi tiểu thư Lilith, tiếp theo cô có dự tính gì không? Cô còn muốn tiếp tục chiến đấu à? Không, có một số việc quan trọng đang chờ ta làm, ta muốn đưa ra đề nghị với thống đốc dừng cuộc chiến này lại. Nói chuyện một lúc thì hai người đã đến được thành lũy. Ôi Vũ Trang hiện đại hóa, vậy là cuộc tấn công trước đó chỉ là một đội quân bình thường sao? Ngoài ra những chiếc xe bọc thép này trông như chúng được truyền năng lượng ma thuật vậy. Vậy điều gì xảy ra khi đưa ra mệnh lệnh với tư cách là người khai phá nhỉ? Ngô Thần thử nhấn vào nút phá hủy thì bùm một tiếng, chiếc xe bọc thép nổ tan tành đám kỹ sư ở xung quanh liền hốt hoảng không được tôi không thể truy cập vào bảng điều khiển trước nay chưa từng bị như vậy đây nhất định là một vấn đề của chương trình anh it 96 liền thò đầu ra vớ vẩn mã nguồn của tôi không thể xảy ra vấn đề được tất cả là do thợ bảo trì rồi hai bên đổ lỗi một hồi thì xông vào đấm nhau lúc này có một giọng hét lớn ồn ào tranh cãi cái gì ai đi làm việc nấy mau a à là quốc sư đại nhân chúng tôi xin lỗi chúng tôi sẽ quay lại làm việc ngay lúc này lão mắt chột đã nhìn thấy lilith A à đây không phải Lilith sao? Ngươi sống sót trở về được đây cũng hay quá đấy, hừ vô sỉ. Ta còn tưởng ngươi bị thần hi chi tinh bắt đi rồi. Ngươi trở về được đây là tốt rồi. Có điều anh chàng phía sau lưng ngươi là ai vậy? Trước giờ ta không thấy. Lilith liền nắm lấy tay Ngô Thần. Hắn ta là tùy tùng của tôi, lạ thật đấy. Kẻ hám lợi như ngươi bắt đầu để ý đến những người nhỏ bé như vậy từ khi nào vậy? Ha ha, ngươi nói đúng. Đây đúng không phải là phong cách của ta. Vậy thì tránh ra đi, đừng có cản đường. Cho dù ngươi có thứ hạng cao hơn ta thì ngươi cũng không có quyền bảo ta làm gì cả. Cái tên mặt người dạ thú này, để ta xem ngươi có thể ngồi ở vị trí quốc sư này được bao lâu." Lilith vừa đi thì mắt chột gọi ra một tên đàn em, "Tìm một vài anh em để mắt đến hắn ta, nếu có cơ hội thì xử hắn ta luôn, Lilith cô ta chỉ gây phiền phức cho chúng ta mà thôi, phải loại bỏ cái tên ngoại lai như cô ta càng sớm càng tốt." Còn Ngô Thần lúc này tò mò hắn ta là ai, thoạt nhìn hai người có vẻ rất thù địch, hắn ta là dũng sĩ Tham Lam xếp hạng thứ 8 tốt hơn hết là những chuyện khác ngươi đừng quan tâm. Tên đó rất nguy hiểm ngươi nhớ tránh xa hắn ra, ờ được rồi, có vẻ hắn ta là kẻ đầu sỏ cho âm mưu của cuộc chiến này, trước mắt bắt đầu điều tra từ hắn trước vậy. Ngô thần liền dùng quyền năng thủy trung huyền nguyệt tạo ra một phân thân, tốt mình phải đi điều tra trước, đột nhiên có tiếng gọi này tên kia, ngươi lén lén lút lút làm cái gì đó. Địch bị phát hiện nhanh vậy sao, ngươi là ai, ngươi cũng trong đội kỹ thuật à, nhưng ta không nhớ đã gặp qua ngươi, à xin lỗi tiền bối ta là người mới hà cuối cùng thì cũng có người mới vừa vặn đang thiếu một người nếu ngươi chưa được chia nhóm thì đến nhóm ta đồ ăn chỗ đội ta là ngon nhất thật sao vậy ta sẽ gia nhập với các anh vậy cho hỏi nhóm chúng ta sẽ làm gì cậu nghe xong thì đừng ngạc nhiên quá công việc của chúng ta là bảo dưỡng vũ khí đối ma đại y vạn ha ha ngươi có ngạc nhiên không ngạc nhiên không ngạc nhiên cái củ loi nè đúng là đám con nít 6 tuổi đại y vạn này được phát minh bởi ta đó thôi tập này tạm dừng ở đây nhé hẹn gặp lại mọi người ở tập sau bái bai mọi người